Khoảng 40.000 người Syria chạy khỏi những khu vực bị ảnh hưởng của trận động đất kinh hoàng ngày 6 tháng 2 vừa qua sang lánh nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ đã trở về khu vực Tây Bắc Syria. Quan chức tại cửa khẩu Bab al-Hawa do lực lượng nổi dậy ở Syria kiểm soát cho biết đã ghi nhận người Syria về nước qua bốn cửa khẩu biên giới, bao gồm Bab al-Hawa, Jarabulus, Bab al-Salam và Ta'abiyat. Quan chức Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận số người Syria về nước lên đến 40.000 người tính đến ngày 27 tháng 2. Nhiều người quay trở về để tìm người thân sau trận động đất, một số tạm thời về sống với người thân sau khi nhà cửa và cơ sở kinh doanh của họ ở Thổ Nhĩ Kỳ bị phá hủy. Tuy nhiên, nhiều người cho biết họ sẽ quay trở lại Thổ Nhĩ Kỳ sau vài tháng nữa. Hiện nay Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp nhận khoảng 3,5 triệu người tị nạn Syria. Hạ viện Nhật Bản hôm nay đã thông qua dự toán ngân sách tài khoá 2023 có tổng trị giá lên tới 114.380 tỷ yên, tức là khoảng 862 tỷ đô la Mỹ, cao nhất từ trước đến nay. Đây là năm thứ 11 liên tiếp ngân sách thường niên của nước này tăng cao kỷ lục. Dự toán ngân sách tài khoá 2023 của Nhật Bản đánh dấu năm thứ năm liên tiếp khoản ngân sách thường niên này ở mức trên 100.000 tỷ yên. Trong tổng dự toán ngân sách tài khoá 2023, bắt đầu vào đầu tháng 4 năm nay, chi phí an sinh xã hội lên tới gần 37.000 tỷ yên, cao nhất từ trước tới nay, chủ yếu do tình trạng già hóa dân số nhanh ở nước này. Bên cạnh đó, chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ phân bổ 4.000 tỷ yên cho các quỹ dự phòng đối phó với dịch bệnh COVID-19 và việc giá cả hàng hóa leo thang. Kinh phí dành cho quốc phòng cũng tăng tới 26,3% so với tài khoá trước, trong bối cảnh Tokyo đang nỗ lực tăng cường năng lực phòng thủ nhằm đối phó với môi trường an ninh ngày càng phức tạp. Công ty công nghệ Twitter vừa tiếp tục sa thải 10% lực lượng lao động. Đây là cợt đợt cắt giảm nhân sự lần thứ 9 kể từ khi tỷ phú Elon Musk nắm quyền điều hành mạng xã hội này vào cuối tháng 10 năm ngoái. 10% lực lượng lao động, tương đương 200 nhân viên vừa bị Twitter sa thải, bao gồm những vị trí như các nhà quản lý sản phẩm, chuyên gia về dữ liệu lớn và kỹ sư làm việc trong lĩnh vực học máy. Truyền thông Mỹ cho rằng quyết định sa thải đợt này nhằm bù đắp doanh thu đi xuống sau khi tỷ phú Elon Musk vướng vào những tranh cãi liên quan phân biệt chủng tộc, có nguy cơ sẽ khiến các nhà quảng cáo tẩy chay nền tảng này. Theo giới quan sát, dưới sự lãnh đạo của ông Musk, hãng xe điện Tesla đã vướng phải nhiều vụ kiện cáo buộc phân biệt chủng tộc và ngôn từ kích động thù địch đã nở rộ trên Twitter. Hiện Twitter chưa đưa ra bình luận gì về thông tin trên. Lễ hội xì gà Habano tại Cuba đã chính thức trở lại sau 2 năm lỡ hẹn do đại dịch Covid-19. Sự kiện kéo dài đến ngày 3 tháng 3 tại thủ đô La Habana của Cuba đang làm nức lòng những người yêu xì gà trên khắp thế giới. Chủ tịch Cuba ông Miguel Díaz Canel đã cắt băng khai mạc lễ hội Habano lần thứ 23 và hội trợ thương mại tại trung tâm hội nghị ở La Habana. Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài của Cuba, Rodrigo Mamiaka nhấn mạnh, hội trợ thương mại trong khuôn khổ lễ hội Habano là nơi gặp gỡ giao lưu của những người yêu xì gà, nâng tầm thú chơi này thành một trải nghiệm độc đáo Hội trợ thương mại diễn ra trong khuôn khổ lễ hội Habano năm nay thu hút khoảng 2.000 khách mời, 250 chuyên gia và 260 đơn vị triển lãm từ nhiều quốc gia, trong đó có Đức, Italia, Hungary, Tây Ban Nha, Panama, Mexico, Costa Rica, Canada, Ecuador và Trung Quốc. Trong 5 ngày diễn ra lễ hội, những tín đồ xì gà sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng các nghệ nhân cuốn xì gà chuyên nghiệp và thưởng thức những sản phẩm mới của ngành công nghiệp thuốc lá Cuba.